Thì chào anh em, nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm đánh lô đề bịp. Thì cái phần mềm đánh lô đề bịp này nó có tác dụng như nào đấy, sau đây tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em. Thì cái tác dụng của phần mềm đánh lô đề bịp này là cái phần mềm này phù hợp cho anh em chơi lô đề qua gửi tin nhắn anh em nhé. Ví dụ anh em gửi tin nhắn Messenger trên Facebook này đấy, tin nhắn Zalo hoặc là tin nhắn SMS tổng đài, thì cái phần mềm này đều có thể chỉnh sửa được hết. Đấy, ví dụ như anh em gửi cho họ một nội dung tin nhắn là đề 16 chẳng hạn. Đấy, như hôm nay nó về 15 là anh em này. Thì anh em chỉnh sửa lại là 15 anh em nhé. Đấy, sau đây tôi sẽ test trực tiếp cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này nó hiệu quả cho anh em đánh lô đề như thế nào. Đấy, đầu tiên khi test tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy rơi này để đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp cái phần mềm. Đấy, thì cái phần mềm này được cài tất cả trên những dòng điện thoại của anh em. Đấy, ví dụ như Samsung, iPhone, Oppo đều có thể cài trực tiếp cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này được anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ vào Zalo này, tôi sẽ nhắn một cái nội dung tin nhắn anh em nhé. Lô 11 22 33 nhân 1000 điểm anh em nhé. Đề hôm nay em về 15 thì tôi đánh con 16 này anh em nhé. Đấy, một lát nữa tôi sẽ chỉnh về đúng con 15 này. Đấy, tôi sẽ đánh 16 này nhân 10 triệu anh em nhé. 10 triệu này. Đấy, anh em xem này, anh em chú ý tôi cái mốc thời gian nhé. Đấy, khi chỉnh sửa và khi gửi. Đấy, anh em nhìn rõ chưa? À, bây giờ tôi sẽ gửi sang máy của chủ lô anh em nhé. À, tôi gửi này. Đấy. Đấy, máy chủ lô đã nhận này anh em này. Đấy, đã nhận nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cái máy của chủ lô ra. Đây anh em này. Đấy, máy chủ lô đã nhận được vào lúc là 11 giờ 16 phút ngày 1 tháng 2 2020 anh em nhé. Anh em nhìn rõ này. Thì thông thường chủ lô họ sẽ copy anh em nhé. Đấy, copy này. Đấy, và dán và ok lại. Ok này. Đấy, tôi sẽ mở cái này. Đấy, dán ok lại anh em này. Đấy, anh em nhìn rõ chưa, dán ok lại nhé. Anh em nhìn rõ chưa? Bây giờ tôi sẽ gửi sang cái máy phần mềm của mình, có nghĩa là họ đã đồng ý cái nội dung tin nhắn nhé. Đấy, bên máy mình đã nhận được này. Thì trước khi là chưa chỉnh sửa anh em nhé, tôi sẽ cho anh em xem lại hai cái nội dung tin nhắn đã gửi anh em nhé. Đấy anh em này. Đấy, lô 1122 nhân 33 nhân 1000 điểm. Đấy. Thì tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy, cái thời gian khi chỉnh sửa đấy nó sẽ không thay đổi. Thì vừa nãy là tôi đã đánh là 112233 lô. Đấy, đề là 16 anh em nhá. Nhưng mà hiện tại là nó về 15 này, nó không có những con 11223. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa đánh những con chúng anh em nhá. Đấy, bây giờ là 3 phút 09 10 này. Đấy, 3 phút 12 giây thì tôi sẽ để lên là 4 phút 30 hoặc là 5 phút gì đó. Đấy, thì tôi sẽ chỉnh sửa. Thì trung tâm ứng dụng phần mềm của chúng tôi đấy, cung cấp những ứng dụng chỉnh sửa tin nhắn cao cấp bậc nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, anh em muốn tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm, anh em vào phần mềm chỉnh sửa tin nhắn.net này. Đấy, anh em sẽ tìm hiểu rõ hơn về phần mềm. Còn bên trung tâm dùng cái số điện thoại duy nhất này 0916 5144. Đấy, anh em mua giao dịch qua cái số điện thoại này thì anh em sẽ được ở trung tâm bảo hành cho anh em phần mềm cho anh em là 1 năm. Đấy, có rất nhiều anh em nói là cái phần mềm này ví dụ mà chủ lô họ phát hiện thì làm như thế nào.
Đấy, thì cái ứng dụng phần mềm này chúng tôi đã cài trực tiếp vào máy của các bạn. Đấy, khi có vấn đề đấy, thì các bạn chỉ cần xóa cái phần mềm đi coi như là vô tang, thì trung tâm sẽ hỗ trợ các bạn là cài đặt lại phần mềm. Đấy, là một lần. Lần thứ hai là tính phí 10% các bạn nhé. Để có vấn đề các bạn xóa phần mềm đi là ok, là vô tang anh em nhé, là không để lại tang tích gì. Đấy, bây giờ là 4 phút 31 giây cho anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa cho anh em. Đấy, để anh em thấy nó cái hiệu quả của nó như thế nào. Đấy, vừa nãy là lô 112233. Đấy, đề là 16, thì bây giờ tôi sẽ chỉnh thành đề là 15 và 646684 anh em nhé. Đấy, chúng ta sẽ sửa thành những con trúng này. 646684 đề, tôi sẽ sửa thành đề 15 cho các bạn thấy. Các bạn chú ý nhá. Đấy, vì cái vấn đề bảo mật nên tôi không thể cho các bạn xem phần mềm được. Thì các bạn có nhu cầu, đấy, các bạn cứ kết bạn Zalo vào số 0916514 thì chúng tôi sẽ cho các bạn và test trực tiếp phần mềm cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa thành đề là 15. Đấy, lô là 646684 anh em nhé. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này, các bạn chú ý này, bên máy chủ lô này. Đó, ok các bạn nhé, các bạn chú ý bên máy chủ lô nhé. Đấy, ok tôi đã chỉnh sửa xong. Đấy, thì cái đề này vừa nãy mình đánh 16 nhá, bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa vạch thủ cho các bạn. Đấy, thì cho các bạn xem này, tôi đã chỉnh sửa xong này. Đấy, tôi sẽ vào Zalo này, sẽ cho các bạn thấy là khi mình chỉnh sửa xong nó sẽ như nào anh em nhé. Bạn chú ý này, đề lô 7576 đã sửa thành 7576, 7476 nha. Đấy, đề đã trở thành 15 con trúng nha anh em nhé. Đấy, giờ này là 11 giờ 16 phút ngày mùng 1 tháng 2 2020. Đấy, thì các bạn nào chưa nhớ được cái mốc thời gian, đấy, các bạn tua lại khúc đầu khi chưa chỉnh sửa, các bạn xem lại thời gian nhé. Khi chỉnh sửa thì thời gian vẫn giữ nguyên, đấy, mốc thời gian bắt đầu gửi sau khi chỉnh sửa là vẫn giữ nguyên được cái mốc giờ nha anh em nhé. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em phần mềm chỉnh sửa tin nhắn lô đề. Thì đó là gì? Đó chính là cái phần mềm chỉnh sửa nội dung tin nhắn ở trên điện thoại anh em nhé. Phần mềm này anh em có thể cài đặt vào tất cả các dòng điện thoại như iPhone này, Samsung, Oppo, Huawei, anh em đều có thể cài đặt được nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ vào test trực tiếp cho anh em. Thì ở trên màn hình đây à, tôi đã chuẩn bị sẵn hai chiếc điện thoại anh em nhé. Thì đấy, tôi nói luôn là chủ dùng máy nào anh em đều có thể cài đặt được, anh em đều có thể chơi được anh em nhé. Thì trước khi test tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây đây này, để đảm bảo với anh em trong quá trình quay video là video không bị thay đổi, không bị cắt ghép anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ nhắn một số nội dung lô sang cái máy iPhone này anh em nhé. Đấy, tôi sẽ nhắn một vài nội dung sang cái máy iPhone này. Đây anh em nhé. Đây tôi sẽ mở ra cho anh em xem là lô 2233 anh em nhé. Đây anh em nhìn tin nhắn cuối cùng này. Bây giờ tôi sẽ sửa thành một con lô khác anh em nhé. Đây. Đây anh em nhé, tôi sẽ sửa thành lô 2256. Đấy, thì đấy là chủ dùng iPhone. Thế còn chủ dùng Samsung thì sao ấy? Rất nhiều anh em thắc mắc cái câu hỏi đấy. Thì tôi nói luôn là chủ dùng máy nào cũng được. Thì bây giờ tôi lại tiếp tục, tôi sẽ nhắn một vài nội dung lô đề sang cái máy Samsung này anh em nhé. Đấy. Đấy anh em nhé, đấy, máy đã nhận được tin nhắn này. Tôi sẽ mở ra anh em nhé.
Đây anh em nhá, lô 112233 đấy, thông thường thì anh em nhận được tin nhắn là chủ sẽ ok lại này. Vậy tôi sẽ ok lại. Rồi tôi để một vài phút sau tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em nhá. Đây anh em nhìn này. Tôi sẽ bấm ok lại. Đây ok lại. Đấy anh em nhá. Đấy thì tôi đã ok lại rồi. Bây giờ tôi sẽ để chiếc máy ở đây và tôi sẽ đợi một vài phút sau rồi tôi sẽ chỉnh sửa lại cho anh em nhá. Để đảm bảo với anh em là khi tôi chỉnh sửa thì cái máy chủ lô nó sẽ không sáng màn hình anh em nhá, không hiện lên chuông, không hiện lên thông báo gì cả. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu thì anh em cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 0916544 anh em nhé. Đấy, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh em. Khi anh em mua hàng anh em lưu ý là nhà mình dùng duy nhất một số điện thoại này anh em nhé. Anh em gọi đúng số điện thoại. Đấy mà nói luôn với anh em á. Nói luôn với anh em á là cái phần mềm này chỉ độc quyền nhà mình mới làm được anh em nhé. Đấy, khi anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể qua trực tiếp. Nếu như anh em ở miền Bắc thì anh em có thể qua bến xe Mỹ Đình. Còn những anh em ở miền Nam thì anh em có thể qua bến xe miền Đông anh em nhé. Anh em đến trực tiếp cơ sở nhà mình anh em test hàng, anh em cài đặt phần mềm anh em nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ đợi thời gian đến 3 phút rồi mình sẽ chỉnh sửa lại. Đấy, những anh em nào mà đang thua tha, đang nợ lần, anh em xem được clip này thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình. Đấy, mình sẽ hỗ trợ anh em vào bảo an toàn anh em nhé. Đấy, thời gian bây giờ đã trôi qua 3 phút anh em nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại nội dung tin nhắn anh em nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉnh sửa thành, mình sẽ chỉnh sửa con 33 thành con 55 anh em nhé. Đấy, mình sẽ chỉ chỉnh sửa một con trong cái dàn lô ấy thôi. Lúc trước là mình đánh 112233. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa con 33 thành con 55 này nhé. Anh em chú ý là khi mình chỉnh sửa này máy chủ lô sẽ không thông báo, không sáng màn hình anh em nhé. Rồi mình đã chỉnh sửa xong anh em nhé. Đấy bây giờ mình sẽ mở máy chủ lô ra để cho anh em kiểm tra anh em nhé. Đây máy này hoàn toàn không có thông báo này, không sáng màn hình anh em, không có tin nhắn đến. Đấy, không có một tang tích gì cả. Đây, mình sẽ mở ra. Đây anh em nhìn này. Đấy, lúc trước là mình đánh. Đây mình sẽ quay anh em nhìn kỹ hơn này. Đây lúc trước là mình đánh lô 112233 anh em nhé. Thời gian là 12:04. Thì bây giờ mình đã chỉnh sửa thành lô 112255 anh em nhé. Mình đã chỉnh sửa con 33 thành con 55 này. Anh em chú ý này, cái mốc thời gian nó vẫn giữ nguyên nhé. Nếu mà mốc thời gian nó thay đổi thì nó sẽ nhảy xuống bên dưới chỗ ok này. Đấy. Anh em này đã thấy được cái sự hiệu quả của phần mềm này rồi. Anh em nào mà có nhu cầu anh em cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 0916544 anh em nhé. Đấy, còn những anh em mà ở nước ngoài hay ở xa, anh em không đến cài đặt phần mềm thì anh em có thể gọi điện cho mình. Mình sẽ cài đặt từ xa cho anh em nhé. Sau đó mình sẽ gửi video cách chơi cho anh em chơi. Đấy, để anh em nào mà xem được video này thì anh em cứ gọi điện trực tiếp cho mình sẽ tư vấn cho anh em. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Thì chào toàn thể anh em chơi lô đề. Thì trong clip này tôi sẽ test cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài và phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đấy, thì cũng lưu ý cho anh em là cái phần mềm này chúng tôi có thể là cài và đặt vào tất cả những dòng điện thoại của anh em, ví dụ như iPhone, Samsung, Oppo đều có thể là cài đặt chỉnh sửa được hết anh em nhé. Thì vì cái lý do bảo mật nên chúng tôi không lộ phần mềm cũng như là giữ cho công ty và giữ cho anh em. Thế nên anh em nó có nhu cầu về phần mềm thì anh em kết bạn Zalo 0967544 anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến cái máy này, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp để cho anh em thấy cái độ hiệu quả và chính xác của cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài anh em nhé. Rồi sau đó tôi sẽ test cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gửi một nội dung tin nhắn đến này. Thì trước khi test thì tôi sẽ bật cái đồ chạy dây. Đấy, để cho anh em thấy là video không cắt ghép, không chỉnh sửa anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ gửi tin nhắn đến. Đấy. Ok. Đấy, tin nhắn đến này anh em này. Đấy, tôi sẽ để cho anh em gần để cho anh em nhìn rõ hơn này. Đấy, để tôi sẽ sửa sau, tôi sẽ để chỉnh nét cho anh em này. Đấy, ok. Đề 36 anh em nhé. Tôi sẽ chỉnh sửa thành con khác. Đấy. Ok, đã sang thành 37 anh em nhé. Đấy. Thì anh em thấy trực tiếp tôi đã chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em là tin nhắn Zalo. Đấy. Thì rất nhiều anh em hỏi cái phần mềm này cách thức sử dụng như nào. Đấy. Thì cái phần mềm này cài trên máy điện thoại của anh em. Khi anh em muốn chỉnh sửa
thì anh em vào phần mềm đấy, rồi anh em gửi cho họ đấy. Rồi anh em muốn chỉnh sửa thì anh em vào lại phần mềm, anh em chỉnh sửa những con số đã gửi đấy, thành những con số khác, rồi anh em gửi lại thì bên máy của người bị chỉnh sửa thì tự động đổi những con số khác theo mong muốn của anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ test phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo này. Đấy. Thì đầu tiên đấy, tôi sẽ vào Zalo anh em này, tôi ghi nội dung là lô đấy. Lô là 11 đi anh em nhé, 22 tôi sẽ ghi những con số liền nhau để cho anh em dễ nhớ này. 1122 nhân 1 triệu này anh em này, 1.000 điểm đấy, 1.000 điểm. Đề 3344 anh em nhé. Đấy, tôi sẽ ghi những con số liền nhau này để cho anh em thấy cái sự thay đổi nó khác biệt. Đấy, nhân 1 triệu anh em nhé, 1 triệu. Đấy, anh em nhìn rõ này. Đấy, tôi sẽ chỉnh nét cho anh em. Đấy, vì cái máy quay khi gần nó sẽ phản chiếu ánh sáng thì nó sẽ bị mờ. Đấy, ok, tôi sẽ gửi sang này anh em này. Đấy, ok. Thì bên máy của người bị chỉnh sửa đã nhận được cái tin nhắn của mình anh em nhé. Đấy. Ok này. Lô 1122 đấy anh em này. Đấy. Anh em chú ý tôi khung giờ này. Đấy. Là lúc 12 giờ 19 anh em nhé. Đấy 12 giờ 19 này. Đấy. 12 giờ 19 này. Lô 112233. Đấy, anh em chú ý tôi cái nick Zalo này. Đây anh em này. Đấy. Thì thông thường anh em nhé, chủ lô họ sẽ copy và ok lại. Đấy. Thông thường chủ lô họ sẽ copy và ok lại này. Đấy, ok này. Đấy, thì họ đã đồng ý với cái tin nhắn này anh em nhé. Anh em chú ý này. Thì bây giờ chủ lô họ sẽ gửi sang này anh em này. Đấy, họ gửi sang này. Ok. Thì bên máy mình đã nhận được đấy, cái ok lại của họ vào lúc là 12 giờ 20 anh em nhé. Đấy, anh em chú ý cái mốc thời gian 12 giờ 20 này. Đấy, bên máy họ cũng là 12 giờ 20 này anh em này. Đấy, 12 giờ 20 này. Đấy, nick Zalo anh em nhé. Thì tôi sẽ để một vài phút sau anh em nhé. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa. Đấy. Thì cũng nói cho anh em cái phần mềm này nó có thể là cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại của anh em. Đấy, ví dụ anh em dùng iPhone hoặc là Samsung, Oppo, miễn là điện thoại đời cao là có thể là cài đặt chỉnh sửa được anh em nhé. Thì cách sức sử dụng nó cực kỳ đơn giản, anh em chỉ cần vào phần mềm mà chúng tôi cài đặt đấy, rồi anh em ghi cái con số anh em mong muốn rồi anh em gửi cho họ đấy. Rồi khi cái giờ kết quả ra hoặc là cái khung giờ mà anh em muốn chỉnh sửa thì anh em vào lại cái phần mềm đấy, rồi anh em chỉnh sửa những con số đã gửi đấy. Ví dụ vừa nãy là tôi đã gửi là lô 112233 đấy, nhân 1.000 điểm, đề 44 đấy, nhân 1 triệu đấy, thì tôi gửi cho họ. Khi mà mình muốn chỉnh sửa đấy, mình vào cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo SMS đấy, thì các bạn xóa con 3344 hoặc là xóa tất những cái nội dung rồi các bạn gửi lại y chang như thế thì bên máy của đối phương đấy nó sẽ thay đổi anh em nhé. Thì cực kỳ đơn giản thôi đấy, thì vì cái lý do bảo mật thì chúng tôi không lộ phần mềm. Thế anh em kết bạn Zalo vào số này đấy, thì chúng tôi sẽ test trực tiếp và hướng dẫn cho anh em đấy. Thì chúng tôi có hai cơ sở, khu vực miền Nam và miền Bắc anh em nhé. Khu vực miền Nam thì anh em qua bến xe miền Đông đấy, khu vực miền Bắc thì em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình. Anh em vào cơ sở trực tiếp anh em test phần mềm và cài đặt trực tiếp với anh em bên nước ngoài anh em nhé. Đấy, thì anh em không về được thì chúng tôi hỗ trợ cài đặt trực tuyến từ xa cho anh em. Đấy, thì là đã qua được là 2-3 phút rồi anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa. Đấy, thì là vì cái lý do bảo mật cũng đã nói với anh em rồi. Đấy, thì anh em kết bạn Zalo chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm. Đấy, phương thức chỉnh sửa cực kỳ đơn giản anh em nhé. Em chỉ cần vào lại phần mềm. Đấy, anh em vào phần mềm này. Đấy, anh em vào phần mềm rồi anh em chỉnh sửa. Đấy, thao tác cực kỳ là nhanh. Đấy, bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa là thành lô 5556 anh em nhé. Đấy, đề là 77. Đấy, tôi rút con số đi. Đấy. Ok. Đấy, tôi đã chỉnh sửa xong này anh em này.
Đấy, cực kỳ đơn giản. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở máy của chủ lưu ra và tôi sẽ so sánh hai máy anh em nhé, để cho anh em thấy là cái độ chính xác của nó như nào. Đấy, tôi sẽ vào Zalo này. Đây anh em này. Đấy, chính xác tuyệt đối luôn anh em nhé. Nick này, cái nick Zalo này. Thì anh em nào mà là anh em cái tua lại khúc đầu, anh em xem lại trước khi chưa chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, tôi đã sửa thành lô 5556 này. Đấy, lô là 112233. Đấy, mình rút con số đi. Thì là cái nội dung chỉnh sửa là tùy theo ý anh em nhé. Rút hoặc thêm hoặc sửa như nào tùy anh em. Đấy, thời gian này anh em này. Đấy, là 12:20 này. 12:20 nick. Đấy, cả ngũ và hoa câu này anh em nhé. Đấy, thì là cái cách chỉnh sửa là cái và cái hướng dẫn cho anh em thì cực kỳ đơn giản thôi. Thì vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho anh em và test trực tiếp cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo và Messenger trên Facebook. Đấy, thì anh em có nhu cầu anh em qua cơ sở trực tiếp với anh em nước ngoài thì chúng tôi sẽ cài đặt từ xa cho anh em. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.